Mình mới chở ở đâu lên vậy anh? Dạ mới cái này chuyển lô đằng kia lại đây ha. Dạ. Họ mai quá đẹp. Họ mai quá đẹp luôn. Đây quan cảnh ở phía ngoài đường. Vâng. Dạ. Kênh em Long Xuyên TV. Hai chậu thọ, hai chậu cúc. Quá đẹp luôn. Cây hoa giấy mình mua nhiêu mà đẹp quá chú. 170 nè. Một cặp 170 ha. Hoa giấy cái màu quá đẹp luôn. Qua đó qua gì hả cô? Qua này là qua Cúc Tây. Cúc Tây hả? Cúc Tây có người kêu Cúc Đồng Tiền. Con nghe nói có Cúc Thái này kia đó phải không? Một cặp gì cô bán nhiêu? 60 ha. 60 cặp. Dạ, em xin chào buổi chiều quý cô chú anh chị và các bạn. Em chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 29 tháng Chạp rồi. Em đang đứng trên con đường chợ Hoa Xuân của thành phố Long Xuyên nè. Thì trong video hôm nay em sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh những ngày cuối năm về chợ Hoa Xuân của thành phố Long Xuyên. Giờ này cũng khoảng 3 giờ chiều rồi. Tưới nước không à? Có nước không hả anh? Không, nó mát, nó mát. À, cho mai nó mát cái màu nở ha. Cái mai này của anh bán luôn hả? Cái mai này anh bán khoảng giá nhiêu? Giá 250. À, khoảng 250 triệu. Ồ, mai này là mai vàng ha? Dạ, mai vàng. Ồ. Mình có quấn cái gốc ha. Dạ. Ủa, chuẩn bị về luôn hả? Ủa bữa nay mới 29 nè, sao không ở để bán ngày mai nữa? Dạ. Thấy gì về sớm không? À, về sớm. Về sao không anh? À, trên cầu chôn nè. À, trên chôn ha. À. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Rồi. Dạ. Rồi, em đi dài vào phía trong chợ, con đường chợ hoa của thành phố Long Xuyên luôn quý cô chú ơi. Thì này bà con cũng mua sắm qua, chở qua về nhà, chân Tết cũng rất là nhiều nè. Ồ, bên đây... Long Xuyên TV. Bè quá bạn ơi. Dạ. Bữa năm bán cặp 1.2, 1.3, 1.4 không, nay còn cặp 800, 900 triệu lại. Chú bán từ bữa mấy tới nay? Bữa 22. 22 tới nay hả? Bữa 19 chứ. À, bữa 19 hả? 19 tới nay. Rồi mỗi năm được giá mà năm nay sao giá? Năm nay giá sao mà kỳ quá trời, trời bông mỗi năm này hết, hôm nay bông còn nhiều quá trời. À. Ở vừa còn Minh Thi. Rồi dịch bệnh đó, vừa dịch bệnh đó chồng á. Dạ. Cái tao mặn ai không có ai có hành tao trúng giá. Dạ. Trúng bông. Còn năm nay hết dịch rồi bà con trồng nhiều đó. Nhiều quá. Thành ra là cái hàng nó hơi bị dội ha. Dội hàng. Dạ, hơi dội hàng ha. Là một cặp hạnh như gì là anh bán tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu Bây giờ còn hạ giá còn 900 còn không mua nữa nè. Dạ. Năm rồi bán 1.3, 1.4 không đó. Năm rồi bán 1.3, 1.4 không em mà không có hàng luôn ha. Không có hàng luôn á. Dạ. Dành như bánh canh. Rồi 27, 26, 27 về rồi. 27 về rồi, bữa nay 29 mà còn ở đây ha. Bán rồi. Trời ơi.
cũng còn mớ ha anh. Còn mớ. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn nha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ồ, cái cây này là hoa châm ổi nè. Ồ. Rất là đẹp luôn. Của mình bán hả chú? Chậu hoa châm ổi vậy là khoảng nhiêu hả chú? Hả? À, 1 triệu. Hoa châm ổi màu vàng rất là đẹp luôn. Chậu 100, 2 chậu 200. Rồi. Dạ. Nay 29 là 24. Bán giá đẹp giá là vậy, chậu này nhiêu? Chậu đó hả? Chậu đó 200 à. Bán giá hữu nghị về sớm luôn 24. Chậu này độc lắm à, hai bo này nút chuẩn lắm á. Chừng nào tư vậy? Chắc giờ tới tối mình xe lên về đi. Dạ, mình về tới Bến Tre hả tư? Bến Tre. Không được quá. Để hỏi con nha, cái chậu này đọc lắm, 2 bo nè. Rồi 150 đi. Ui. 150 đã lấy đó không? 150. 150 bán không? Rồi 150 bán luôn. Bán về mà. Ồ, hai chậu cúc mâm xôi. Đẹp quá. Cặp nhiêu à anh? 250 hả? Dạ. Trời ơi, quá đẹp luôn chị ơi. Mình mua ăn cặp hả chị? Cặp. Nào đầy xe mình mới trở về ha. Dạ. Bữa giờ chị đỡ không anh? Dạ, có ít quá tại cách mua chậu 2 chậu bỏ xe ra chạy về không à. À, ít ai mua nhiều ha. Ai mua nhiều. Dạ. Có chở mai nè tiền tỷ nào không? Chưa đâu anh. Tiền tỷ là cẩu không à. Cẩu không hả? Dạ. Đây anh trai mua thêm nữa. Trời ơi. Nào ông mua đầy xe luôn là ông chở về ăn lượt đó quay. Hello. Cái này mình chở về hả vậy anh? Chở về hả? Ủa còn ngày mới 30 nữa sao mình chở về sớm vậy? À, mấy anh em ở đâu? Lâm Chiên, cậu bầu nha. Cậu bầu ha. Trời ơi. Quá vui luôn nha. Quay về chú ơi. Chú lòng nhà chú chân nha. Dạ. Là hàng gian gì vậy? Lâm Xuyên TV. Dạ, chú. Lâm Xuyên TV hả? Dạ, Lâm Xuyên TV chú ơi. Anh cặn xe cho tôi chở cho nha. Thiếu thì chứ. Mình bán này hả? Bán này. Bữa giờ anh bán đỡ không? Hay khá. Hay khá hả? Năm nay bán không được cũng vài chục củ. Vài chục củ. Trời ơi. 7-8 củ, 9-10 củ, 7-8 củ, trăm mấy củ, 200 củ cũng có nữa. Cầm là cái chỗ tay anh đẩy là nhiêu nè. Này hả? Hay. Này cũng cỡ gần 20 củ à. 20 củ hả? À. Cái này là mình mua mình trưng rồi phòng khách đâu hả về anh? Thì tao mua. Ở nhà tao muốn thờ như ta để, tao muốn để đâu ta để. À, muốn trưng đâu trong để. Nhà mình để như bàn thờ đưa ra gì cũng được vậy. À, phong thủy ha. Rồi đưa dây lên. Rồi về ăn Tết sớm anh, ăn Tết vui vẻ. Buổi chiều 29 rồi, bà con cũng tất bật mua bông mua hoa về chợ kẹp chân Tết. Mua mấy chậu đàn chị? 6 chậu hả? Chở hết không? Chắc cũng hết. Chắc cũng hết ha. Ủa chị mua thọ không hả? Mua thọ không à? À, hai chậu để trước rồi. Rồi hai. Một chậu để trước, hai chậu à, có chị ngồi sau vịnh hai chậu nữa ha. Trời ơi.
Ở đây bà con lựa mua những cái chậu mai dừa dừa nè, rất là đông luôn. Giờ này mình bán như đầu la vậy nè, la lên nè. Về quê ăn Tết luôn ha. Hết sớm về sớm luôn. Bến Tre rồi. Rồi cảm ơn Bến Tre. Anh trai quê Bến Tre. Đúng rồi. Bến Tre lên nhiều. Ở Bến Tre cũng có cái làng hoa chợ lấp lớn lắm không anh? Đúng là hoa chợ lấp đó. Dạ. Ồ, đây là anh là chuyên về mai giảo Thủ Đức luôn hả? Dạ, chuyên về. Mấy cây dừa dừa nhỏ nhỏ, đầy đủ kích cỡ hết. 100 rưỡi 200. Quẹo lựa, quẹo lựa. 100 rưỡi 200 bà con. Quẹo lựa năm nay lỗ rồi, năm nay năm rồi bán 300, nay có 200 à. Khu vực này là bóng hoa giấy. Cây nhiêu anh? Cây 300. Cây 300, 2 cây 600 ha. Quá đẹp luôn. Ở cái này một cây màu hồng, một cây màu đỏ. Ồ. Cây nào cũng như cây nấy, 500 cây hả cô? Trời ơi. Giờ đồng giá rồi, bà con dễ lựa. Mình còn nhiêu đây là mình hết luôn rồi đó hả cô? Hết luôn. Hết luôn rồi ha. Yeah. Quay, nghe, quay lên đài của em. Dạ con quay YouTube. Năm nay cô bán đỡ không? Cũng được. Cũng được ha. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn cô ơi. Dạ kênh con Long Xuyên TV. Dạ. Yeah. Có cái nở rồi, có cái chưa nở hả cô? À có cái chưa nở. Ồ nụ nhiều quá nè. Mai này là mai gì cô? Mai dạ. Cúc mai. À cúc mai, mai cúc ha. Cúc mai là mai cúc đó. Cúc mai là mai cúc. Muôn chậu đi chú. Mua nó nhiều quá nè. Dạ. Chú lựa cái cây này nè, nó mới có chưa nở không nè. Chưa nở nhiều nè. À, còn múc nhóc hết luôn. Cây 500 500. Mua quà giấy hả cô? Chậu nhiêu ạ? 100 ngàn. Ờ 100 ngàn chậu ha. Đây nè. Ờ 100 ngàn cũng dễ mua ha. 100 ngàn cũng dễ mua. 100 ngàn dễ mua. Dạ cái nhánh này có bông nhiều á, nó quặn á. Chứ không gì hết nè. À, sao rồi? Không sao. Nhắn lại nó quặt xuống. Mua đi về để kế bên bỏ cái chậu kia. Bỏ chậu kia nữa hả? Ôi trời, năm nào cứ mưa rồi bỏ, mưa rồi bỏ. Đây đó, em gái bán quà giấy. Năm nào mình cũng bán đây chơi em? Dạ năm nào cũng bán chậu Long Xuyên nhưng mà đổi lô thôi. À đổi lô thôi ha. Năm nay em thấy so với năm ngoái, năm nay bán dở hơn năm rồi chứ. Sao? Bán không ngon bằng năm rồi. À không im bằng năm rồi ha. Dạ. Năm rồi là giờ này là giờ ăn Tết rồi hay sao? Dạ. Giờ này là về nhà đếm tiền rồi. Về đếm tiền. Về đếm tiền rồi. We'll be right back.
tưới vô bông mau nở hả cô? Nó nở hết trơn rồi, đúng Tết rồi. À đúng Tết rồi. Đúng Tết rồi. Cặp gì là chú bán nhiêu? Hả? Cặp 100 à. Cặp 100 hả? Hoa cát tường. Giống y chang như hoa hồng luôn mà có điều không có gai. Còn cái cặp hồi nãy không? Đều rồi đó chị. Có điều rồi ha. Dạ. Bà con mua sắm quá nhiều luôn nè. Trời ơi, đây. Chậu hạnh. Chậu hạnh nhiêu hả chú? Hả? Chậu hạnh nhiêu hả? 250. 350 ha. 250. À 250 hả? Đó trước đưa TV hả? Dạ, đăng YouTube. Hả? Đây, bà con bên đây cũng lựa những chậu hạnh nè. Còn có vài chậu thôi. Bữa nay 5 chậu bán còn chậu hả cô? Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Em chúc quý cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ.